Xin chào các bạn, hôm nay thiết bị y tế Thanh Tuấn sẽ giới thiệu đến các bạn dòng đai xuyên sườn của thương hiệu Yahoo. Hiện tại thì bên chúng tôi phân phối gồm có 4 mã sản phẩm là xe S, xe M, xe XL và xe L. Tùy theo kích thước của vùng bụng, chiều cao vùng ngực thì chúng ta lựa chọn size cho thích hợp. Thì cái đai này á, dùng chỉ định cho người bị gãy xương sườn, gãy rạn nứt xương ức hoặc là bầm dập căng cơ liên sườn. Đai xương sườn Yahoo này thì được thiết kế phần chuôn sau lưng kết hợp với phần cứng ở hai bên về phía trước và có khóa ferro rộng giúp điều chỉnh phù hợp với vùng ngực khác nhau. Sản phẩm này rất dễ chịu khi mặc nhờ các lớp cô tông và vải xù. Đây, cái miếng dán rất là chắc chắn. Đây là phần chuôn thoáng khí.